Mấy thanh niên đang đi cuốc ruộng thì bất chợt phát hiện một cái lỗ tròn khá to ở bên trên đồi, nhanh chóng lại gần, bới đất vào sâu bên trong, ôi không, hóa ra đây là ổ bạch xà, sợ đến run người chạy mất dép. Sau khi đã gọi thêm đồng đội đến ứng cứu, mấy thanh niên nhanh chóng đến, thám thính tình hình một hồi. Ba thanh niên này còn mang theo vũ khí để phòng vệ và dễ tóm con chăn hơn, nhìn có vẻ mấy ông này hơi dễ nha. Thằng áo xám có vẻ gan dạ nhất, tiến lên chọc gậy vào lỗ, sợ quá nhảy bắn ra, nhưng vì sĩ diện, hắn ta lại tiếp tục thử thêm lần nữa, chọc tiếp một cái nữa, rồi lại nhảy ra xa, thậm chí còn xa hơn lúc đầu. Không có động tĩnh, có vẻ yên tâm hơn, tên này đã trực tiếp thò tay vào sâu bên trong, thế mà bị bạch xà đớp cho một cái thì xui. Có vẻ tên này đã chạm vào nó rồi, nên mới sợ hãi như này, không lùi bước, tiếp tục cuốc đất để mở rộng vào sâu hang ổ của chúng. Những loài chăn và rắn thường làm ổ ở mọi nơi, thậm chí là lẻn vào nhà dân, làm ổ trên trần nhà hoặc bồn cầu rồi trong cốp xe. Vì vậy, nhà bạn nào mà sống gần sông nước hay gần đồng, núi thì nhớ cẩn thận, đề phòng con vật này nhé, vì chúng có thể xuất hiện mọi nơi. Nó là loài khá lành tính, sẽ không chủ động tấn công con người, vậy nên chỉ cần mát tay một chút là sẽ không bị nó cắn. Sau một hồi đào, cuối cùng con bạch xà đã lộ diện. Con này khá bé so với những con cùng lứa, nó lẻ lưỡi một cái mà ba thanh niên đã rén rồi. Tịnh tâm lại một lát, thấy nó không có độc, mấy thanh niên liên tóm đầu lôi nó ra. Con này đủ để gọi cả xóm ra nhậu một bữa no say rồi. Video đến đây là hết, các bạn hãy đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.